Thưa quý vị, việc lách luật huy động vốn trái phép diễn ra ở nhiều dự án tại thành phố Hồ Chí Minh gây ảnh hưởng xấu đến thị trường bất động sản. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở ngành phải tổ chức thanh tra kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất việc ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư để kịp thời xử lý theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng mua bán nhà ở, tránh xảy ra tranh chấp khiếu nại, khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, phát hiện các chủ đầu tư sai phạm xử lý nghiêm. Theo đó, tất cả chủ đầu tư có trách nhiệm phải đăng ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư theo mẫu quy định, đảm bảo cả về hình thức lẫn nội dung. Yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản. Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên Môi trường triển khai thực hiện tốt các nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Các sở ngành cần phải tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với các trường hợp báo chí hoặc người dân phản ánh để kịp thời xử lý theo quy định.